Ngày 25 tháng 8, tổ công tác kiểm tra điều lệnh của Công an thành phố Hồ Chí Minh do Trung tá Trần Mạnh Hà, Phó đội trưởng đội điều lệnh phòng BX03, Công an thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, đang kiểm tra điều lệnh các chiến sĩ trực tại chốt cầu Tham Lương, đường Trường Chinh, phường Tân Hương Thuận, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này một vụ va chạm giữa xe máy của chị Phan Thị Lệ sinh năm 1987 và một xe máy khác ở ngã ba đường Trường Chinh, Phan Văn Hớn, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cách chốt kiểm soát khoảng 100m. Tổ công tác kiểm tra điều lệnh của Công an thành phố Hồ Chí Minh gồm Trung tá Trần Mạnh Hà và Đại úy Vi Kim Ánh đã cùng tổ công tác tại chốt kiểm soát của Công an quận 12 đến kiểm tra, thì biết được chị Lệ đang đi khám thai ở tuần 37 và có dấu hiệu động thai. Lập tức, các chiến sĩ đưa chị Lệ lên ô tô của đơn vị rồi chở chị đến Bệnh viện Mỹ Đức, quận Tân Bình. Thượng úy Phan Trọng Nhân, chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 12, dùng mô tô đặc chủng chạy trước dẫn đường. Tổ công tác cũng gọi điện báo cho chồng chị Lệ đến bệnh viện. Được cấp cứu kịp thời, tình trạng của chị đã ổn định và xuất viện. Tôi cũng thấy rất là cảm động vì cái sức tinh thần của các đồng chí. Biết lo lắng và hy sinh những cái công việc mình để hoàn thành nhiệm vụ giúp người dân trong lúc khó khăn. Cảm ơn các đồng chí đã không ngại dịch bệnh, tạo điều kiện cho giúp vợ tôi đi đến bệnh viện.